Với việc các hoạt động sự kiện dự kiến sẽ diễn ra nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cổ truyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho chủ trương tạm dừng không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các sự kiện lễ hội tập trung đông người không cần thiết, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống Covid-19 trong giai đoạn này. Song song với đó, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, khẩn trương đánh giá nguy cơ, xử lý sớm, dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết, chủ động áp dụng cây các biện pháp hành chính để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm đời sống sức khỏe người dân dịp cuối năm.